Dũng Audi ô tô Cố Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị khách hàng một chiếc xe Hyundai Santa Fe. Xe được sản xuất năm 2008, nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, cửa sổ nóc, động cơ 2.2, máy dầu, tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ 7 lít rưỡi dầu cho 100 km đường hỗn hợp. Chiếc xe này là bản MLX và được trang bị 3 vùng điều hòa độc lập. Hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô Cố Hải Dương với giá là 525 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008, số tự động, cửa sổ nóc. Hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng. Số tự động, cửa sổ nóc, 3 vùng điều hòa độc lập. Đó là những cái thông tin cơ bản nhất về chiếc xe này. Thì mình sẽ quay về nội thất của chiếc xe. 7 chỗ ngồi máy dầu. Xe 7 chỗ máy dầu, sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008, động cơ 2.2 máy dầu. Đây là cái tổng thành của chiếc xe. Chiếc xe này là Hyundai Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008, số tự động, cửa sổ nóc, động cơ 2.2 máy dầu, tiêu thụ khoảng độ tầm 7 lít rưỡi xăng, xin lỗi, 7 lít rưỡi dầu cho 100 km đường hỗn hợp, tức là khoảng độ tầm 100.000 cho 100 cây số đường hỗn hợp. Xe được trang bị đèn bi xe lông siêu sáng, la răng đúc, 4 phanh ABS nhé. Tiếp theo là về trang thiết bị nội thất trong xe. Được trang bị gương kính chỉnh điện cụp điện, gương kính chỉnh điện cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, điều hòa tự động, màn hình camera lùi, số tự động, cửa sổ nóc. Và chiếc xe này được trang bị thêm là chiếc xe này được trang bị là 3 vùng điều hòa độc lập đây ạ. Vùng điều hòa của hàng ghế thứ hai đây. Và đây là vùng điều hòa, dàn điều hòa của hàng ghế thứ ba. 7 chỗ ngồi máy dầu. Xe zin 100%, nguyên bản 100%. Không một lỗi nhỏ. Quý vị có thể như mình kiểm tra keo chỉ ở đây là zin 100%. Đinh tán còn nguyên. Đinh tán đây còn toàn bộ đinh tán còn nguyên. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin hết ạ. Keo chỉ zin hết quý vị nhé. Đinh tán còn nguyên. Đây là về phần cốp đít. Còn mình đi kiểm tra chỉ cánh. Chỉ cánh lái đây. À đây là chỉ cánh sau bên phụ. Đây quý vị có thể nhìn thấy ạ. Chỉ còn nguyên. Đây là chỉ cánh sau, cánh bên phụ đây, cả cánh trước bên phụ đây. Keo chỉ zin cứ hết nhé quý vị nhé. Chiếc xe này mình đã kiểm tra rất là kỹ. Keo chỉ zin. Còn táp lô thì đây, táp lô táp đi thì rất là đẹp luôn. Xe giữ cơ, chủ xe đi cực kỳ giữ gìn. Đây là cánh sau bên lái. Cánh sau bên lái đây cũng còn nguyên chỉ luôn. Không cần phải kiểm tra nhiều, nhìn cái chỉ mới nhìn cái táp lô mới nhìn cánh cửa sướng rồi. Bản lề là nước này, còn nguyên zin hết. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng. Máy dầu 7 chỗ, gầm cao, số tự động, cửa sổ nóc. Bây giờ mình xin quay về khoang máy của chiếc xe. Đây là khoang máy của chiếc xe, quý vị có nhìn thấy. Đầu tiên là mình kiểm tra về mặt hai bên má của nó xem có bị va chạm không. Quý vị có thể nhìn thấy đây, đinh tán còn nguyên hết. Đây mình lau qua thì đinh tán còn nguyên hết quý vị nhé. Cái sống này còn nguyên, không đâm va gì bên phía phụ. Bây giờ kiểm tra sang bên lái. Bên lái quý vị cũng nhìn thấy đây, đinh tán còn nguyên, hàng đinh tán còn nguyên. Cái sống của bên má này cũng còn nguyên, không có ngắn bóp gì. Thế là đầu dáng đấy. Đấy là hai bên má. Thế còn đây là phần đầu răng phía trước. Quý vị mình nhìn thấy đầu răng nguyên, không đâm đụng gì cả, không nắn bóp gì. Còn về phần máy,
máy dầu nhưng mà động cơ rất là sạch sẽ. Và chiếc xe này là mình vừa chạy thử rồi, mình vừa nổ thử máy và chạy thử thì máy rất là êm, máy dầu nhưng êm như máy xăng quý vị nhé. Đây ạ, tổng thành của chiếc Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2008, động cơ 2.2 máy dầu, 7 chỗ ngồi, số tự động, cửa sổ nóc, 3 vùng điều hòa độc lập, hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi với giá là 525 triệu đồng. Quý vị liên hệ trực tiếp hotline 0855 966 966, quý vị liên hệ trực tiếp ạ. Bây giờ đây mình nổ máy, quý vị xem đây là ngồi. Đấy ạ, quý vị có thể thấy là máy xăng mà nổ êm như máy dầu luôn ạ. Máy nổ rất êm luôn. Đấy, đấy tiếng động cơ, quý vị có nghe tiếng động cơ rất êm. Xe được trang bị màn hình camera lùi rồi, cảm biến lùi nữa. Đấy, cho nên là xe thì đây, nhìn về nội thất trong xe thì rất là đẹp. Điều hòa mát, 3 vùng điều hòa độc lập, cửa sổ nóc. Chiếc xe này nó là một chiếc xe tên tuổi. Khi mua mới của chiếc xe này nó hơn 1 tỷ cơ. Tỷ 2, như bây giờ xe mới bây giờ nó rơi vào tầm tỷ 2. Xe có ghế chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện, cụm điện, điều hòa tự động, sấy ghế, đây là sấy ghế đây. Vâng, chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ chạy thử một vòng xem. Máy thì nổ là êm rồi. Thế bây giờ mình ok, lái rất là nhẹ các bạn ạ, lái rất nhẹ nhé, lái rất là nhẹ, mặc dù là lái trợ lực dầu. Lái trợ lực dầu thì nó không bằng lái trợ lực điện, nhưng mà nó lại rất là, nhưng mà chiếc xe này thì rất là nhẹ. Mình ôm một tay là vô tư luôn quý vị nhá, trợ lực dầu nhưng mà lại lái rất nhẹ. Quý vị hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào nút đỏ. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông thì quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp. Quý vị muốn xem xe hay là test xe, kiểm tra xe cũng như là biết thêm các cái thông tin về xe cũng như là cần tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp Dung Audi hotline 0855 966 966. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng luôn luôn đồng hành và ủng hộ Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Xin chào và tạm biệt quý vị.